liên quan đến vụ sập cầu thiện nguyện đang thi công ở thôn Gốc Nụi, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngành chức năng địa phương cho biết, nguyên nhân sập cầu là do thi công chưa đúng với bản vẽ thiết kế. Trong quá trình thi công, hệ thống giàn giáo, cốt pha, cây chống yếu, gây chuyển vị hệ thống rầm, dẫn đến sập cầu. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Yên, khoảng 12 giờ ngày 18 tháng 12, trong khi đơn vị xây dựng đang đổ bê tông mặt cầu thôn Gốc Nụ, xã An Thịnh đã xảy ra sự cô sập toàn bộ mặt cầu xuống suối. Kiểm tra tại hiện trường và đối chiếu thực tế nhận thấy, thép rầm chủ không đúng thiết kế, chiều rộng bê tông mặt cầu rộng hơn sơ với thiết kế 046m, chiều cao bê tông mặt cầu tại vị trí mố cầu dày hơn 7cm. Nguyên nhân ban đầu được đánh giá là do thi công chưa đúng với bản vẽ thiết kế. Được biết, cầu Gốc Nụ được Hội Tích Thiện Liên Phường Hà Nội và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Xây dựng Thương mại Long Minh có trụ sở ở Đà Nẵng xây dựng với mong muốn giúp đỡ bà con ở 6 thôn thuộc xã An Thịnh đi lại qua ngòi bục được thuận lợi. Cây cầu có tổng kinh phí xây dựng 725 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 150 triệu đồng, còn lại do các bên tình nguyện tài trợ. Sau sự cố xảy ra, đơn vị tài trợ và thi công cho biết sẽ hoàn lại số tiền nhân dân đã đóng góp và sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm để hoàn thiện cây cầu trong thời gian sớm nhất.